Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi chủ nhật ngày 24 tháng 2 năm 2019 của 12 con giáp. Được lục hợp quý nhân giúp sức, ngày chủ nhật này của tuổi Dậu toàn gặp chuyện may mắn mà thôi, chuyện hợp tác làm ăn của bản mệnh cuối cùng cũng đi đến hồi kết với những thành quả không thể tốt hơn. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Ngày Tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi phương Đông, người tuổi Tý hôm nay có quý nhân tam hợp chỉ lối dẫn đường nên khó có thể bị chia rẽ tình cảm. Hai người đã yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau nên sự tin tưởng là điều không thể thiếu. Nhưng âm mưu chia rẽ tình cảm cũng phải lùi bước trước sự đồng tâm hiệp lực của bạn và người ấy. Dù có nhiều khó khăn phía trước, nhưng vì người mình yêu, tuổi Tý sẵn sàng đứng ra chống lại bão giông. Kiếp tài cảnh báo nguy cơ phá tài đang đến rất gần, bản mệnh nên cân đối lại kế hoạch chi tiêu của mình, đừng cả nể mà tự tay đẩy mình vào cảnh nợ nần túng thiếu, danh lợi chỉ là phù du mà thôi. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, dễ bị mất tiền. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, tình cảm nồng nàn. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, mâu thuẫn bùng nổ. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, quý nhân trợ giúp. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, chi tiêu hoang phí. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, thân, tị. Tử vi tuổi Sửu, Sửu thìn tương phá. Xem tử vi ngày 24 tháng 2 năm 2019 thì tuổi Sửu cần phải thận trọng kẻo bị tiểu nhân phá hoại chuyện tình cảm của mình. Cứ ngỡ rằng người ấy đã chấp nhận tình cảm thì lại bị kẻ xấu bụng phá đám. Bản mệnh cần phải kiên trì, chứng minh tình cảm của mình là chân thật. Nếu đã đem lòng yêu thương thì sao có thể dễ dàng từ bỏ được cơ chứ? Hãy tin vào tương lai hạnh phúc đang chờ đợi bạn phía trước. Thổ khí đương vượng có thể sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của con giáp này. Tuổi Sửu hãy chú ý nhiều hơn đến chuyện ăn uống nhé. Có thể bạn sẽ dễ gặp phải một số vấn đề về đường tiêu hóa đấy. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, tiểu nhân phá hoại. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, tình duyên trắc trở. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, sức khỏe suy giảm. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, ăn uống kém ngon. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, Dần thìn tương hội. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp thì người tuổi Dần đang có một ngày chủ nhật hạnh phúc bên những người mình yêu thương. Bạn chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Tình cảm có được chẳng mấy dễ dàng, chính vì thế mà con giáp này vô cùng coi trọng. Bạn không muốn người ấy phải thất vọng vì mình nên đã cố gắng rất nhiều cho tương lai của cả hai sau này. Thực thần dường như cũng thấu hiểu điều đó nên đã giúp cho những chú hổ làm ăn kinh doanh thuận lợi. Hôm nay lợi nhuận của tuổi Dần thu về không hề nhỏ chút nào đâu. Chúc mừng con giáp này nhé! Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, tình duyên vượng sắc. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, có được người mình yêu. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, tiền bạc đủ đầy. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, kinh doanh thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, hạnh phúc viên mãn. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường đen, vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Tuổi Mão gặp phải cục diện Mão thìn tương hại. Hôm nay không phải ngày vận trình lý tưởng đối với con giáp này. Bản mệnh cảm thấy bị tổn thương khi bị chính những người mình tin tưởng phản bội lại. Có những vấn đề tới khi vỡ lở ra mới có thể nhận ra. Tất cả cũng chỉ vì trước đó con giáp này đã quá tin người mà bỏ qua hết những dấu hiệu báo trước mà thôi. Hãy lấy đó là bài học cho mình sau này. Thổ mộc xung khắc, khi duyên tình đã cạn thì khó có thể níu kéo được. Người đã muốn đi thì chớ nên níu giữ, hãy học cách buông bỏ để giải thoát cho đối phương, cũng chính là giải thoát cho bản thân mình. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, càng tin lại càng tổn thương. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, gặp chuyện đau lòng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, nghi kỵ lẫn nhau. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, thiếu đi sự bao dung. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn.
Theo lịch vạn niên 2019, người tuổi Thìn hôm nay có lẽ sẽ cảm thấy chán nản và mệt mỏi rất nhiều. Thiên thiên tự hình, tình cảm không được như ý, ba bản mệnh lại không biết cách tháo gỡ, chỉ đang nhìn người mình yêu dần rời xa. Thiên quan nhập mệnh, điều nhân quấy phá, tâm trạng của con giáp này không được tốt nên chẳng còn tỉnh táo khi đưa ra các quyết định quan trọng. Kẻ thiếu nhân nắm được điều này nên có thể lợi dụng bản mệnh. Tuổi Thìn có thể vì tin người không đáng tin mà dốc một khoản tiền lớn đầu tư rồi chờ đợi trong vô vọng. Thôi thì coi như của đi thay người, những chú rồng cần phải tự dốc mình đứng lên thôi, đừng ủ rũ mãi nữa. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, tâm trạng chán nản. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, mất tiền hao của. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, không được trợ giúp. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, xui xẻo nối tiếp nhau. Con số may mắn 4, 8. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi chủ nhật của 12 con giáp, cục diện thiên tài chiếu mệnh sẽ giúp cho tuổi Tỵ tạm thời thoát khỏi những nỗi lo lắng về tiền bạc. Trong khoảng thời gian này, bản mệnh có thể gặp được nhiều cơ hội kiếm tiền đấy. Việc kinh doanh của những chú rắn khá thuận lợi, song có thể có được điều đó thì bản mệnh cũng cần bỏ ra khá nhiều thời gian và công sức. Thay vì nghỉ ngơi trong ngày cuối tuần thì bạn sẽ phải làm việc cật lực đấy. Hỏa sinh xuất cho thổ, việc này có thể khiến cho bản mệnh không còn thời gian cho bản thân, chứ đừng nói là thời gian cho người mình yêu. Người ấy có thể cảm thấy cô đơn, lạc lõng lắm đấy. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, tình cảm nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, thiếu thời gian chăm sóc gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, tiền bạc không mua được mọi thứ. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, làm ăn thuận lợi. Con số may mắn 2, 7. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, cam. Quý nhân phù trợ người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi ngày 24 tháng 2 năm 2019. Những chú ngựa được chính tài nâng đỡ, thu nhập khá ổn định giúp cho con giáp này thoải mái làm những việc mình muốn, không phải chịu gánh nặng về tài chính quá nhiều. Tuy nhiên, ngũ hành sinh xuất cũng sẽ gây ra một số xáo trộn trong đời sống tình cảm của bản mệnh. Tuổi Ngọ vốn khóng khoáng, yêu tự do nên việc bị bó buộc trong một mối quan hệ có thể khiến bản mệnh chán ngán. Thêm nữa, con giáp này cần người yêu và hiểu mình. Nếu nửa kia của bạn không làm được điều đó thì có thể dẫn đến những rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của hai người, mâu thuẫn và xung đột cũng theo đó mà nảy sinh. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, tình cảm nhạt phai. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, thiếu sự sẻ chia. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, cần bình tĩnh lắng nghe. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, đừng vội áp đặt. Con số may mắn 5, 9. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường cam, hồng. Quý nhân phù trợ người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Với người tuổi Mùi thì có lẽ chủ nhật này là ngày mà bạn cần xem xét lại bản thân mình, xem rốt cuộc mình đang sống vì cái gì. Chính quan khiến bạn không thể rũ bỏ được trách nhiệm công việc dù đang là cuối tuần, cứ mải mê làm việc chẳng quản ngày đêm. Mặc dù được cấp trên ưu ái, nhưng bản mệnh đang khiến cho bản thân mình mất đi những giây phút nghỉ ngơi thư thái bên gia đình ngày cuối tuần rồi đấy. Thêm nữa, thổ vượng cũng là điểm báo cho thấy sức khỏe của bạn đang lên tiếng. Đừng để mình phải mệt nhọc quá sức mà không có thời gian để nghỉ ngơi, nên nhớ sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, trách nhiệm nặng nề. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, thiếu sự sẻ chia. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, mệt mỏi trong người. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, tham công tiếc việc. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, sức khỏe suy giảm. Con số may mắn 3, 8. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường nâu, cam. Quý nhân phù trợ người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Cục diện tam hợp có thể giúp cho ngày chủ nhật này của những chú khỉ trở nên rực rỡ sắc màu. Việc làm ăn kinh doanh của bản mệnh thuận lợi hơn bao giờ hết, tài lộc un đổ về nhà, chẳng thấy có gì cản trở. Thường thói đời đen tình đỏ bạc, nhưng tuổi Thân đỏ bạc lại đỏ cả tình ngày hôm nay. Thổ dưỡng kim, người độc thân có thể nhận ra được tình cảm của mình và đối phương vốn đã có từ lâu rồi, chỉ là bạn không hề để ý mà thôi.
các cặp vợ chồng dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Có lẽ những chuyến du xuân và công việc bộn bề ngày Tết đã khiến cho hai người xa cách, nhưng nay lại sự xa cách đó sẽ bị xóa nhòa thật nhanh chóng. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, kinh doanh suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, lợi nhuận tăng cao. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, vợ chồng thắm thiết. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, gia đình hòa thuận. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, theo lịch ngày tốt lục hợp quý nhân giúp sức, ngày chủ nhật này của tuổi Dậu toàn gặp chuyện may mắn mà thôi. Chuyện hợp tác kinh doanh của bản mệnh cuối cùng cũng đi đến hồi kết với những thành quả không thể tốt hơn. Tình cảm giữa bạn và người ấy cũng thăng hoa rõ rệt, ngũ hành tương sinh, đôi bên cảm nhận được sự tăng nhiệt trong mối quan hệ hai người, dường như thời gian hai người có thể xa nhau sẽ ngày càng ít đi. Nếu cảm thấy tình cảm đã chín muồi thì ngại gì không về thưa với mẹ cha để về chung một nhà. Ngày xuân vơi với duyên tình thắm sắc, chớ nên để cho tình cảm theo năm tháng nhạt phai dưới sức ép của cuộc sống. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, thành quả trong tay. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, tình yêu thăng hoa. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, có tin vui báo về. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, may mắn ngập tràn. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, nên làm theo tiếng gọi trái tim. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường bạc, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, Tuất Thìn tương xung, xem tử vi 2019, đây có thể là lý do khiến cho chuyện tình cảm của tuổi Tuất chẳng được thuận buồm xuôi gió, đôi bên còn tồn tại nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Với người độc thân thì chủ nhật này có không ít cơ hội để bạn gặp gỡ người khác phái. Tuy nhiên, bản thân con giáp này chưa thực sự mở lòng, suy tính thiệt hơn, được mất quá nhiều khiến cho tình cảm khó có thể phát triển. Thiên quan cảnh báo tuổi Tuất về nguy cơ phá tài do bị kẻ tiểu nhân phá hoại. Bản mệnh nên xem xét kỹ việc kinh doanh của mình, đừng quá cả tin mà cần phải kiểm tra người làm cùng với những đối tác thường xuyên. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, tình cảm còn chưa đủ chín muồi. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, nhiều cơ hội kết đôi. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, kinh doanh thua lỗ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, cần bình tĩnh nhìn nhận vấn đề. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật này người tuổi Hợi biết mình cần phải làm gì để đạt được những điều mình muốn nên đã quyết đoán đưa ra lựa chọn. Tỷ kiên cho thấy đã đến lúc bạn phải tự đứng ra quyết định những chuyện liên quan đến bản thân mình. Thủy thổ tương xung, tình cảm vợ chồng đang đứng trước nhiều thử thách khi mà thời gian khiến cho chúng ta thay đổi phần nào. Tuổi Hợi không thể chấp nhận được sự thực ấy và cảm thấy tổn thương. Hãy bao dung cho nhau nếu có thể. Tình yêu không chỉ có những ngày nắng mà còn có cả những ngày mưa. Bạn không thể nào có được tất cả mọi thứ mình muốn mà không cố gắng chút nào được đâu. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, tình cảm nhiều thử thách. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, cần bao dung cho nhau. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, tình yêu đứng trước mâu thuẫn. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, đôi bên thực sự chán trường. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, cần quyết đoán hơn. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.